Xin chào quý anh chị và các bạn, em là Thuận từ bán hàng tại showroom Hyundai miền Nam. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu tới quý anh chị chiếc Hyundai Accent AT phiên bản màu đen. Thì hiện tại bên showroom em về một lô dòng Hyundai Accent phiên bản AT tiêu chuẩn màu đen và màu đỏ giao ngay cho khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như khách hàng ở tỉnh miền Nam ha. Thì bên em hỗ trợ trả góp là 85% giá trị xe. Cái dòng Hyundai Accent thì giá là 505 và chúng ta sẽ lăn bánh, thì em sẽ để tên ở phía trên cũng như bạn trả góp cho quý anh chị ha. Về hồ sơ trả góp thì chúng ta chỉ cần bổ sung cùng em là hồ sơ là chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy chứng nhận độc thân nhé. Còn nếu mà anh chị nào mà chứng minh được thu nhập nữa thì mình sẽ được lãi suất khá là tốt, là 7.5% cố định trong 5 năm nha quý anh chị. Còn về thời gian giao xe thì bên em giao xe ngay trong tháng này luôn nha quý anh chị. Thì quý anh chị cứ chi tiết thì liên hệ em theo số điện thoại 0962 385 818. Em là Thuận, tư vấn hàng cho công ty Hyundai miền Nam nhé. Thì dòng Hyundai Accent AT phiên bản 2022 là một dòng xe được thay đổi khá là nhiều so với thế hệ 2021. Thì đầu tiên đó là về mặt ga lăng của phiên bản AT này, thì chúng ta sẽ được trang bị là mặt ga lăng được màn chrome, dàn đèn bóng rất là cao cấp, hệ thống đèn halogen projector kết hợp với hệ thống đèn sương mù cũng dàn halogen projector luôn, giúp cho chúng ta mang lại một ánh sáng khá là tốt khi mà chúng ta di chuyển ở trên đường ha. Và đặc biệt trên Hyundai phiên bản Accent và AT này, chúng ta sẽ trang bị đèn tự động ha. Đèn này là giúp ích cho chúng ta khi mà chúng ta đi ở trên đường vào buổi tối, thì tự động đèn sẽ tự động là mở cho chúng ta, và buổi sáng thì tự động nó sẽ tắt nhé. Nó sẽ giúp cho khách hàng mà có mà quên khi mà chúng ta di chuyển trong thành phố mà tắt đèn á, quên bật đèn á, thì là đèn xe này thì sẽ hỗ trợ chúng ta rất là nhiều. Rồi về phần thân xe của chiếc xe này thì chúng ta sẽ trang bị đó là mâm đúc kim nhôm 15 inch được sơn màu sơn xám xi. Đó là kích thước mâm là 15 inch quý anh chị. Gương chiếu hậu là gương chiếu hậu chỉnh điện gập biển và tích hợp đèn bảo rẽ. Và trên gương của Hyundai Accent phiên bản AT này thì chúng ta sẽ được trang bị đó là gương có tính năng sải gương nhá. Còn tay nắm cửa màn chrome tích hợp nút bấm mở cửa và khóa cửa. Rồi chúng ta nhìn vào phần thân xe của chiếc Hyundai Accent phiên bản AT màu đen này, rất là đẹp nha quý anh chị. Thiết kế rất cân đối, giá chỉ là 505 triệu thôi nha quý anh chị. Rồi về phần đuôi xe. Phần đuôi xe của chiếc Hyundai Accent phiên bản AT thì chúng ta vẫn được trang bị đó là hệ thống đèn hầu dạng LED này. Hệ thống đèn hầu dạng LED và có cảm biến lùi cũng như là camera lùi luôn nha quý anh chị. Rồi chúng ta sẽ nhìn ở phía dưới đây. Ở phía dưới thì chúng ta vẫn được mà Lippo có mà là chrome, nhìn rất là cao cấp luôn nha quý anh chị. Thì trên cốp của chiếc xe Hyundai Accent phiên bản AT này thì chúng ta sẽ trang bị là cốp là có tính năng mở cốp thông minh nha. Tức là khi mà chúng ta mang chìa khóa theo người và chúng ta đã cài đặt ở trên xe thì là chúng ta chỉ cần đứng sau này khoảng 3 giây thôi là tự động nó sẽ là mở cốp nha cho chúng ta luôn. Rồi về không gian cốp thì chúng ta thấy là dòng Hyundai Accent thì làm trong những chiếc xe phân khúc B có chiều dài tổng thể khá là dài, và chúng ta sẽ được có không gian cốp rất rộng. Ở phía dưới này sẽ là bộ mâm lốp dự phòng và có bộ đồ nghề để chúng ta thay thế mâm lốp luôn nha quý anh chị. Rồi tiếp theo gọi của chiếc Hyundai Accent phiên bản AT thì chúng ta sẽ có khá là nhiều tính năng, có tính năng mở cốp từ xa này, để nổ từ xa cũng như mở cửa và khóa cửa từ xa luôn. Thì để chúng ta sử dụng được tính năng này nổ từ xa thì chúng ta chỉ cần là nút khóa hai lần khi mà xe chúng ta đang mở cửa và chúng ta giữ nút hông là chúng ta đã để nổ thành công chiếc xe Hyundai Accent phiên bản AT. Thì cái tính năng này nổ từ xa này rất là hay khi mà chúng ta di chuyển vào mùa hè, trước khi chúng ta lên xe tầm khoảng 5 phút và chúng ta để nổ trước giúp xe chúng ta làm mát trước và chúng ta dễ chịu hơn khi mà chúng ta lên xe nha quý anh chị. Thì bước vào không gian nội thất thì dòng Hyundai Accent phiên bản AT thì chúng ta sẽ trang bị nội thất đó là màu kem đen. Đối với phiên bản AT này thì chúng ta được trang bị ghế nỉ nha quý anh chị, và ghế sẽ là ghế chỉnh cơ là 6 hướng. Ở bên tắp phía cửa thì chúng ta sẽ có các nút bấm chỉnh gương cũng như là khóa cửa mở cửa trung tâm nha quý anh chị. Rồi
Rồi, chúng ta sẽ cùng khám phá chiếc xe Hyundai Accent phiên bản AT. Nội thất nha quý anh chị, thì em xin chia sẻ luôn về phần nội thất của chiếc Hyundai Accent phiên bản AT. Đó đầu tiên đó là vô lăng của chúng ta sẽ là vô lăng bọc da, tích hợp các nút bấm nghe gọi điện thoại rảnh tay cũng như tăng giảm âm lượng ha. Khi chúng ta kết nối Bluetooth với màn hình của xe thì chúng ta sẽ điều khiển được các phím bấm ở đây. Rồi ở phía sau này thì chúng ta sẽ trang bị hệ thống đèn pha tự động và gạt mưa tự động nha quý anh chị. Là một trong những chiếc xe phân khúc B là duy nhất có tính năng đó là gạt mưa tự động luôn nha quý anh chị. Rồi trên màn hình của chúng ta sẽ là màn hình đa thông tin LCD. Và ở đây thì chúng ta sẽ cài khá là nhiều tính năng ở trên xe. Ví dụ như khóa cửa tự động, mở cửa tự động là chúng ta sẽ có cài ở trên này luôn. Khá là hay nha quý anh chị. Rồi ở phía đây là chúng ta sẽ có màn hình, đó là màn hình 8.25 inch, có tính năng đó là Navitel để chúng ta cảnh báo tốc độ tối đa này nha quý anh chị, và tính năng Apple CarPlay và Android Auto. Ở đây sẽ là nút start off và điều hòa chỉnh cơ nha quý anh chị. Rồi trên nắp cần số này của chúng ta sẽ là cần số bọc da, thì chúng ta sẽ có các phím PRND nha quý anh chị. Ở đây thì chúng ta sẽ có là tẩu thuốc. Đấy. Đây thì gương của chúng ta là vẫn là gương chiếu hậu chống chói nha, nhưng mà chúng ta sẽ không có tính năng là tự động, thì để chống chói được thì chúng ta chỉ cần gạt cái nút này ở phía sau này thôi là chúng ta sẽ có chống chói. Đây là đèn ở đỉnh cao đây. Rồi rồi chúng ta sẽ qua hàng ghế sau của chiếc xe này nha quý anh chị. Quay phần nội thất ở hàng ghế 2 của chiếc xe này nha quý anh chị. Ở phía sau này thì chúng ta vẫn có thêm đó là cửa gió cho hàng ghế sau và cống sạc cho hàng ghế sau. Không gian ở ngồi phía trước em cao 1m75 nhưng mà vẫn khá là rộng nha, cách khoảng 10cm nữa nha quý anh chị. Ở trên này là chúng ta sẽ có đó là nội thất ở phía trên của chiếc xe này. Rồi là một chiếc xe phân khúc B mà có cửa gió hàng ghế sau nha quý anh chị. Soluto không có, Vios không có, nhưng mà chiếc Accent này chúng ta đã có rồi nha quý anh chị. Là một điểm rất là lợi thế khi mà chúng ta hành khách ngồi ở phía sau nha. Mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này đó là ở trong thành phố là 8.53 lít và ở kết hợp là 6.32 lít nha quý anh chị. Là một chiếc xe rất phù hợp để chúng ta vừa kinh doanh và chúng ta vừa đi gia đình nha quý anh chị. Về hệ thống an toàn của chiếc xe này thì chiếc xe này có đầy đủ các tính năng an toàn như phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh ngang dốc. Và chiếc xe này chúng ta sẽ trang bị là hai túi khí nha quý anh chị. Rồi và hai bốn phanh của chiếc xe này đều là bốn phanh đĩa hết, là một điểm khá là lợi thế cho với chiếc xe này so với chiếc Hyundai, chiếc Honda City nha, là giúp chúng ta vận hành nó an toàn hơn nha quý anh chị. Rồi để biết thêm về chi tiết khuyến mãi của những chương trình bán hàng của dòng xe Hyundai Accent phiên bản AT chương trình trong tháng 6 này thì quý anh chị có liên hệ em theo số điện thoại là 0962 385 818. Em là Thuận, tư vấn bán hàng tại showroom Hyundai miền Nam nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.